đã biết người có sức khỏe sẽ có hy vọng, và người có hy vọng sẽ có được thứ họ muốn. Anh chị em quan tâm, chăm sóc sức khỏe của bản thân và những người thương yêu của mình. Đọc thông tin bên dưới video nhé. Hello! Để mừng kính lễ Thánh Giuse, bằng trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, vào ngày 19 tháng 3 sắp tới. Đây cũng là lễ trọng, lễ hò cầu cho giáo dân. Mời anh chị em hiệp nguyện dâng thánh cả Giuse ngày thứ ba của tuần cũ nhật. Thánh Giuse, mẫu gương vân phục thánh ý Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trước thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa, Đức Maria đã khiêm tốn và ngoan thảo thưa tiến xin vâng. Thánh cả Giuse với một niềm tín thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa, Ngài cũng đã quảng đại làm theo ý Chúa trong mọi việc. Thánh Giuse đã không nghĩ đến quyền lợi cá nhân, nhưng luôn lấy thánh ý Chúa là trên hết. Vì thế, Ngài sẵn sàng từ bỏ ý riêng để mau mắn thi hành ý Chúa, cho dù có những điều không thể hiểu nổi. Nhưng Thánh Giuse luôn tận tâm, tận lực, chu toàn bổn phận để thiên ý được hoàn thành cách tốt đẹp nhất. Lạy Thánh Giuse là gương mẫu cho chúng con về sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Xin giúp chúng con dám từ bỏ ý riêng, can đảm chọn và thi hành thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con trong những cơn gian nan thử thách, trong những đêm tối của đức tin, biết tín thác tuyệt đối vào Chúa và buông mình vào bàn tay quyền năng của Chúa, để Người dẫn dắt chúng con đi trong đường lối của Người. Lạy Thánh Giuse hiển vinh, chúng con cầu Thánh Giuse trong tuần cũ nhật này, lại xin ban những ơn cần thiết giúp chúng con trung thành với bổn phận và mai sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen. Mời anh chị em cùng hiệp nguyện kinh lạy Cha. Kinh khấn Thánh Giuse hằng cứu giúp, kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ khó khăn, và kinh kính khấn Thánh Giuse bảo trợ. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Thánh Giuse là Cha hằng cứu giúp. Cha đã giúp đỡ nhiều tâm hồn đau khổ chạy đến kêu cầu Cha. Từ trước tới nay, Cha đã thương con thế nào, thì từ nay về sau, xin Cha tiếp tục thương con như vậy. Lạy Cha nuôi đấng cứu thế, xin Cha cầu cùng Chúa Giêsu cho con được những ơn cần thiết trong lúc này. Mời anh chị em kể ra ý nguyện của anh chị em. Vì con yếu lòng tin, vì con tội lỗi bất xứng,
Không đáng Chúa nhận lời con kêu xin, nên con nhờ cha lo liệu mọi sự cho con. Lạy cha Giuse, con chạy đến kêu cầu cha tha thiết. Con yêu mến cha hết lòng, con trông cậy cha hết sức. Xin đừng để con thất vọng bao giờ. Amen. Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của chúng con chí thánh. Nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này. Mời anh chị em kể ra ý nguyện của anh chị em tại đây. Xin Cha giải gỡ giúp chúng con để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha. Lạy Cha Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực, u sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy Cha, không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sắp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha, đói thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen. Lạy Thánh cả Giuse, là đấng bảo trợ Chúa cứu thế, là bạn của Đức Trinh Nữ Maria, Chúa Cha trao phó chúa con cho Ngài. Mẹ Maria đặt niềm tin nơi Ngài. Đức Kitô đã nên người cùng Ngài. Lạy Thánh cả Giuse, xin cũng tỏ tình Cha đối với chúng con. Xin dẫn dắt chúng con trên đường dương thế. Xin gìn giữ chúng con trong ơn sủng, tình thương và sự can đảm. Xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúc mừng anh chị em đã hoàn thành buổi hiệp nguyện Kính Thánh cả Giuse. Hẹn gặp lại anh chị em ngày mai cho buổi hiệp nguyện tiếp theo trong tuần Cửu Nhật Kính Thánh cả Giuse.